Dạ thưa đến quý vị thân mến, anh trai đứng trước mặt em đây là anh này là bên đơn vị gáp sân khấu. Dạ em chào anh. Rồi. Dạ anh cho em hỏi là bây giờ mình gáp sân khấu thì chiều nay xong thì cái phần mà bánh kem với tháp gụ rồi sân khấu đó anh là khi nào mình mới gáp lên anh? Cái đó ngày mai khoảng 9:30 rồi mình mới đem bánh kem đồ tới, để mình đem sớm quá nó sẽ bị chảy. Đúng rồi hả Nghĩa? Tại vì cái phần bánh kem mình gáp đến sớm nó bị chảy. Bánh kem mình thường ở trong nhiệt độ lạnh. Đúng. Ngày mai là bánh kem với tháp gụ là mình gáp cùng nữa anh hả? Đúng rồi, mình gáp phải cùng hết. Và bánh kem với tháp rượu là mình có dự kiến là để vị trí góc nào chưa? Chỗ này là cái bàn bánh kem với tháp rượu. Dạ đây là bàn bánh kem tháp rượu. Dạ. Cảm ơn anh. Phía bên kia là MC được hết Với bên kia là MC, để chỗ này là để bờ đường bước tới anh để MC đầu đứng để nói chuyện. Dạ. Dạ anh cho em hỏi là cái sân khấu mình làm vậy là mình còn trang trí những gì nữa anh? Cái này mình đang làm chưa xong, chiều nay mình sẽ trang trí anh nữa. Vậy là chiều nay còn trang trí rồi mình mới nhìn mấy khăn trang anh ha. Mình làm cái chưa xong ha. Rồi chiều mình còn trang trí đồ lên nữa. Dạ em cảm ơn anh. Để em không mất thời gian anh, để cho anh làm hả Nghĩa ha. Dạ cảm ơn anh. Chú U 77 bữa nay được cô đến tặng một món quà trang sức. Đây là món quà trang sức nha quý vị thân yêu ơi. Trời ơi đeo luôn. Món quà trang sức. Trời ơi hạnh phúc quá trời luôn. Món quà trang sức. Đó, đẹp không chú? Dạ hôm nay có món quà trang sức rồi cả nhà ơi. Dạ em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức kết nối yêu thương xin kính chào quý khán giả xem video trong và ngoài nước, lời chúc thân thương gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ đây trước mặt em đây là chú U77 từ ở Sóc Trăng lên thành phố Hồ Chí Minh văn phòng kết nối yêu thương anh em để chú tìm mảnh ghép những quãng ngày còn lại. Thì trước mặt em đây là cô này cũng đến văn phòng một lần rồi, hôm nay cô đến thêm một lần nữa để tìm hiểu chú. Chú U40 thì cũng có ý định là ngay sau khi ghi hình là chú đi về quê, nhưng mà sau đó là cũng có nhiều cô đến tìm hiểu chú, chú cũng nén lại để trò chuyện với quý cô. Ngày mai thì đến là cái ngày chủ nhật là ngày lễ cưới của chú U70 và cô Văn, nên là chú U77 ở lại để dự tiệc cưới đó quý cả nhà. Và chú cũng ở lại đi, trước tiên là chú dự tiệc cưới và sau đó là chú cũng tìm hiểu quý cô. Đây là cô, là chú đang ngồi ăn này nha cả nhà. Đây là chú U70. Còn cái phần trang trí tiệc cưới ở đây cô chú, đây trang trí thật sân khấu, hiện nay là đang trang trí chưa xong nè cả nhà, mới vừa lắp ráp cái khung sân khấu đó, đang lắp ráp nè. Anh em thợ thì đang ráp cổng hoa phía bên ngoài. Thì có lẽ là cái phần sân khấu này có thể là trang trí đến khoảng 5 giờ chiều mới xong nha cả nhà. Đó, đây là trang trí phần sân khấu. Thì đang trang trí cái phía ngoài thì trang trí cổng hoa đó cả nhà. Em mời cô chú anh chị cùng theo chân em. Thì phía trong này đồ đạc thì đang thi công sân khấu đó, để nó hơi bề bộn. Cũng mong quý cô chú anh chị thông cảm giùm cho em nha. Dạ đây là cả nhà, đó, mấy anh em là đang trang trí. Phía trên cái tay em chỉ là sân khấu. Đây là phía trước cái cổng hoa này là trang trí chưa xong rồi cả nhà. Cái ghế sắt đang mấy anh thợ là đang để ghế sắt lại đứng lên trang trí gáp cái cổng hoa. Nhưng mà chưa có xong. Thì đến chiều khi nào mà hoàn thiện em sẽ chia sẻ video tiếp theo gửi đến quý cô chú anh chị ạ. Đây cả nhà. Đó cả nhà, đây là phía trước mặt em là cái phần sân khấu. Còn phía sau cái sân khấu này nè là cái văn phòng kết nối yêu thương. Đây là không gian của văn phòng kết nối yêu thương nha cả nhà. Sân khấu này hiện nay là đang trang trí chưa có xong nha quý cô chú anh chị. Đang thi công chưa có xong. Đây là phần sân khấu. Thì có lẽ là cái phần trang trí này là mấy anh em thợ. Này thợ thì mấy anh em sẽ làm đến khoảng 5 giờ chiều là sẽ xong. Thì 11 giờ trưa ngày mai lễ cưới chính thức của chú Nghĩa được tổ chức tại văn phòng kết nối yêu thương gần bên chợ đầu mối Thủ Đức. Quý cô chú anh chị đến văn phòng kết nối yêu thương để dự tiệc cưới của chú Nghĩa vui lòng đến chợ đầu mối Thủ Đức, rồi cô chú anh chị đứng bên phía chợ luôn nha cô chú. Đứng bên phía chợ luôn. Thì cô chú anh chị đi ngược chiều 200m giùm em.
À, đứng trước cổng chợ luôn, đi ngược chiều 200m giùm em là đến cây cầu vượt Gò Dưa. Thì vừa qua cái cầu vượt Gò Dưa bên tay trái là có cái ngã ba là đến nha cô chú anh chị, là cô chú anh chị thấy cái tiệc cưới là văn phòng Kết Nối Yêu Thương. À, còn trước mặt em đây là chú U77 ăn sáng, giờ này ăn trưa luôn rồi chứ ăn sáng gì nữa. Giờ này cô chú ăn trưa luôn rồi. Chú cho con hỏi là giờ lên trên này rồi mấy ngày nay anh em bận quá không có nấu ăn được, rồi ăn cơm ngoài không mua cơm hộp gì rồi ăn có được không chú? Được chú, ăn cũng ngon lắm. Sao quen á, gán ngày mai cái mình ăn đám cưới luôn. Gán ngày mai là đám cưới á. Dạ. Đây là gửi chú nào ngày mai rồi. Quý cô chú anh chị đến cái chợ đầu mối Thủ Đức. Chợ đầu mối Thủ Đức thì nó sẽ có con lương đường, là nếu mà cô chú đứng bên kia đường thì không có qua bên chợ được. Chú cô chú anh chị tìm đường đi qua cái hướng mình chợ đứng trước cổng chợ giùm em. Thì cô chú anh chị đứng trước cổng chợ luôn nha. Nhớ là đứng cổng chợ thì cô chú anh chị sẽ thấy cây cầu vượt Gò Dưa. Cô chú anh chị đi theo cái hướng cầu vượt Gò Dưa thì mình đi ngược chiều 200m, tại vì con lương đường mình không đi ngược chiều được. Đi ngược 200m thì cô chú anh chị đi qua cái dòng cầu vượt Gò Dưa quốc lộ 1A. Là có cái ngã ba bên tay trái luôn, là cô chú anh chị thấy văn phòng Kết Nối Yêu Thương tổ chức tiệc cưới, là đến chỗ cô chú anh chị gọi số điện thoại trên màn hình giùm em. Dạ cô chú anh chị đi theo địa chỉ này rất là chính xác nha cả nhà. Em xin đọc lại cái địa chỉ thêm một lần nữa nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị đến dự tiệc cưới của chú Nghĩa và cô Văn U70 tại văn phòng Kết Nối Yêu Thương. Địa chỉ quốc lộ 1A, chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày mùng 3 tháng 9 2023 vào lúc 11 giờ trưa chủ nhật. Quý cô chú anh chị đến chợ đầu mối thì nó sẽ có con lương đường bị ngược chiều. Cô chú anh chị nhớ là đứng phía bên chợ, trước cửa chợ giùm em luôn. Nhớ là đứng trước chợ nha, ngay chân cổng chợ luôn, cổng chính. Thì cô chú anh chị đứng ngay chân cổng chính thì cô chú anh chị cách 200m chợ có cái cầu vượt Gò Dưa. Cái cầu vượt Gò Dưa bê tông thật là to, cách chợ đầu mối 200m. Cô chú anh chị nhớ là phía bên ngược chiều nha. Thì cô chú anh chị chịu khó chạy giùm em ngược chiều, tại vì chạy thuận chiều bị con lương đường qua đường không được. Đến chợ đầu mối thì đứng bên ta bên phía chợ thì đi ngược chiều giùm em lại cái cầu vừa qua cái cầu vượt Gò Dưa dưới gầm cầu, đi lòn dưới gầm cầu, đi ngược chiều vừa qua cầu vượt Gò Dưa. Thì từ chợ đầu mối đến cái cầu vượt Gò Dưa khoảng 200m thì vừa lòn qua cầu vượt Gò Dưa thì cô chú anh chị thấy cái ngã ba bên tay trái đầu đường ngã ba luôn là thấy có văn phòng Kết Nối Yêu Thương tổ chức tiệc cưới. Mời cô chú anh chị đến giao lưu rất nhiều quý cô chú anh chị hội độc thân để đến dự tiệc cưới chúc mừng cho chú Nghĩa và cô Văn, và ngoài ra mình giao lưu trực tiếp để tìm hiểu đến quý cô chú anh chị hội độc thân, biết đâu là cái buổi tiệc cưới ngày mai của cô Văn cũng là một cái buổi để mà cô chú anh chị đến giao lưu để tìm hiểu và mình làm quen đến với quý cô chú anh chị, và biết đâu là qua những cái buổi làm quen đó hạnh phúc sẽ đến bên quý cô chú anh chị ạ. Dạ thì cũng thưa cô chú anh chị sau khi ngày mai chủ nhật thì anh em sau khi tổ chức đám cưới chú Nghĩa xong thì anh em sẽ quẳng ghi hình vào ngày thứ năm, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần nha quý cô chú anh chị, buổi sáng từ 9 giờ cho đến 1 giờ chiều. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ cái hôm nay là cái buổi lần thứ hai cô đến đây. Hôm bữa là cách đây một hôm cô cũng đến để trò chuyện với chú U77 một lần. Cô có thể giới thiệu lại giùm con là cô tên gì, từ đâu cô đến để con gửi lên quý vị khán giả thân thương. Hôm bữa cô cũng có giới thiệu về cô rồi mà đôi khi là con sợ là quý cô chú anh chị cũng không có biết một phần cô chú anh chị chưa có xem qua đó cô. Dạ cô mời cô ạ. Chào Phúc. Dạ. Cô tên Quỳnh Thị Bé, cô đang sống ở tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cảm ơn cô. Năm nay cô được mấy mươi con quên rồi cô? Năm nay cô 65 tuổi rồi. Dạ, 65 tuổi. Dạ, cảm ơn cô. Con chúc cô sức khỏe nha. Cảm ơn. Hy vọng một ngày sớm nhất cô với chú biết đâu tìm hiểu rồi sao rồi một ngày sớm nhất ngày nay, ngày mai gì đó, cô với chú tìm hiểu rồi hòa hợp. Tại vì trong cái tình cảm thì con cũng không có dám nói trước. Con cũng thưa với cô là gì? Anh em con chỉ là nhịp cầu nối thôi, còn về cái ba cái việc mà để cô chú tìm hiểu mà đến với nhau mà mang với nhau hạnh phúc hay như thế nào đó là cái đó là cái quyền quyết định của tôi với chú. Đúng rồi em, tôi ha. Rồi cảm ơn sau này con. đừng có đổ thừa con là để con chỉ là nhịp cầu nối thôi. Đúng rồi, cảm ơn con. Cảm ơn cô. Hello chú Nghĩa. Chào chú Nghĩa. Dạ chú Nghĩa. Dạ thấy bên anh em bên trang trí sân khấu cái ngày tiệc cưới của chú Nghĩa U70 và cô Văn
Thì hôm nay chú Nghĩa thấy sân khấu làm sao? Chưa xong đâu, tới chiều mới xong. Quá tuyệt vời. Rồi, vô nhà ngồi chơi chú. Dạ. Dạ. Hôm nay không bán hả chú Nghĩa? À, nay nghỉ bán với nay nghỉ cho thôi chứ. Để ngày mai còn... Con cũng thưa chú Nghĩa là về sân khấu thì ngày hôm qua mấy anh em cũng mới đến trang trí, mấy anh em bên sân khấu đó trang trí nhưng mà chưa có xong. Rồi hôm nay chắc làm tới chiều mới xong. Tới chiều là chú Nghĩa thấy đẹp liền. Giờ thì đang thi công, mấy anh em đang thi công sân khấu. Thấy làm sao chú Nghĩa thấy được không? Trời quá được luôn đi chứ. Từ hồi mà mấy chục năm nay là bây giờ mới trái lại như vậy là thiệt. Trên đời này là có một không hai thôi, nó thật. Tôi thì cũng ra rất là trân trọng cảm ơn cộng đồng mạng và các cả khán giả, anh chị em. Rồi cả luôn kinh của Phúc và Nghĩa. Nói thiệt, tôi không bao giờ mà tôi thấy được lần thứ hai nữa đâu. Dạ. Con cũng thưa với chú là gì? Còn ngày mai nữa là đến cái ngày lễ thành hôn của cô chú rồi. Thì trước khi ngày lễ thành hôn, một lần nữa con và Nghĩa cũng xin là kính chúc cô chú một biết những ngày tiếp theo sẽ là hạnh phúc nhiều hơn nữa ha, chú ha. Dạ. Còn con cũng thưa với chú và quý khán giả thân thương, sau khi chia sẻ video về câu chuyện của chú Nghĩa thì anh em thấy chú buồn, thì chú mới chia sẻ là chú cũng có ý định lắm như là tìm một người bạn để là chia sẻ buồn vui trong những lúc chú đi bán về. Rồi sau đó là chú cũng có một cái cơ duyên được chị được cô Văn là bà xã tương lai của chú chuẩn bị tới đây đó chưa cả nhà, có liên lạc về chương trình để hẹn gặp chú Nghĩa. Thì sau khi hai cô chú tìm hiểu nhau rồi đến cái ngày thành hôn như là ngày mai, thì em cũng xin là đại diện anh em trong nhóm là chúc cô chú được trăm năm hạnh phúc. Chú ơi, chú cho con hỏi thêm để là quý vị khán giả có comment trên kênh đó, là quý vị khán giả hỏi con á là cô với chú, cô với cô Văn với chú đó là tự tìm hiểu với nhau hay là tụi con dẫn xuống nhà cô Văn để giới thiệu, và chú có thể chia sẻ rõ hơn giùm con. Thì nói nào ngay thì hai đứa tôi là tự nguyện, là cũng nhờ tất cả các anh em là một cái đầu mối để mà đưa đẩy ra cho tụi tôi gặp nhau rồi tự tìm hiểu nhau rồi quyết định nhau cho đến ngày hôm nay. Dạ cảm ơn chú, con cũng thưa với chú và con nhắc lại với chú và quý vị khán giả thân thương là như vậy. Sau khi á là anh em con làm chương trình Kết Nối Yêu Thương là đăng cái thông tin của chú đó, là cô Văn có xem qua được và cô Văn có gọi lại cho anh em con và có hẹn lên để gặp chú. Và sau khi cái buổi gặp ngày hôm đó thì cô với chú là tự tìm hiểu với nhau, và sau đó chú có báo với con là cũng như là để tính đến cái việc mà lễ thành hôn đó, thì anh em con thấy chú là lớn tuổi còn ngày vui của chú, nên con với Nghĩa cũng là ủng hộ tinh thần và giúp cho chú để là có được những cái phần nữ trang cũng như là cái ngày cưới ngày hôm nay, còn ngày mai hả chú ha. Còn về cái việc mà sau này cô chú được trăm năm hạnh phúc thì con mừng, còn những cái việc gì đó thì đó là việc của cô chú yên tư, thì anh em con chỉ là nhịp cầu nói thôi nha chú Nghĩa nha. Dạ đúng rồi. Dạ đó là các mấy em đã làm như vậy là còn như không là coi hết trách nhiệm rồi. Còn dạ. Bây giờ là bỗng còn cái trách nhiệm của tôi là giữ được hạnh phúc hay không. Dạ. Đó cũng là do ông trời ổng định mình. Đó, vậy đó. Dạ. Rồi con cũng thưa với chú Nghĩa là như vậy nè. Như lúc đầu là con với Nghĩa có hứa với chú là hỗ trợ chú ngay sau khi mà ra mắt hai bên họ hàng đó là ba bàn. Là hứa chú hỗ trợ ba bàn. Nhưng mà lúc đầu là anh em con không có hứa là hỗ trợ nữ trang. Dạ. Nhưng mà sau này á, là chú có chia sẻ với con thì con mới biết được cái cuộc sống của chú. Thì con với chú thì biết nhau từ trước dịch tới giờ rồi, thì con mới bàn với Nghĩa nó thôi, chú Nghĩa thì chú thì lớn tuổi, mua bán thì từ lúc dịch tới giờ là chú bị mua bán có việc thất thế, nên là anh em hỗ trợ cho chú thêm cái phần nữ trang. Còn về cái việc mà hỗ trợ cho chú á, mà đôi ba bàn đó, là chú an tâm những gì anh em con hứa là chú không phải chi phí. Và thưa với chú Nghĩa gì luôn, để chú an tâm trong cái lễ cưới này thì anh em con cũng không có để chú phải, là chú cái miễn sao là chú vui và hạnh phúc được rồi. Dạ. Còn về những cái như là phục vụ bà con cô bác đón khách hay là tiệc cưới, anh em con đã sáng nay chú đến thì chú thấy là sân khấu anh em cũng đang trang trí, là chú an tâm phần nào hả chú ha. Dạ. Chú có nghĩ là chuẩn bị đến ngày cưới của chú á, chú lúc đầu chú nghĩ là anh em con là trang trí sân khấu không, hay là chú nghĩ là đãi tiệc thôi? Không, tôi không có nghĩ vậy đâu. Tôi nghĩ là mình lớn tuổi rồi thì nếu mà đơn giản đơn sơ thì nó cũng được, cũng hạnh phúc rồi. Nhưng mà tôi thấy quá ngạc nhiên
làm gì cái đám cưới, cái đám cưới cái tuổi trẻ còn 20 cái gì mà quá trời luôn. Nói thiệt, tôi rất cảm động thiệt chứ. Dạ. Rồi tôi cũng xin lần nữa lần chót là tôi xin rất cảm ơn những doanh nghiệp mà hỗ trợ cho vợ chồng tụi tôi là được cái sân khấu hay là gì đó. Dạ. Thì, với các anh em Bluetooth là như Nghĩa và Phúc. Dạ. Thì đây là cũng lời trân trọng nhất của dạ. đời tôi. Cảm ơn chú. À, con cũng thưa chú thì bên phần doanh nghiệp á, là bên doanh nghiệp là liên lạc với bên sân khấu, thì bên doanh nghiệp sẽ làm việc trực tiếp với bên sân khấu qua điện thoại Zalo, rồi bên con cung cấp cái thông tin địa chỉ để là đến gáp sân khấu, rồi còn về cái thức ăn tiệc cưới để tổ chức tiệc cưới đó, những cái đó thì con không có nhận bên doanh nghiệp, đó là con và Nghĩa ha chú ha. À. Là bên doanh nghiệp là họ chỉ hỗ trợ mình phần sân khấu thôi, rồi họ họ hợp đồng với người ta, họ cho người đến đây để trang trí. À. Dạ. Dạ chú U77 ơi, thì ngày mai chủ nhật thì đến cái ngày lễ thành hôn của chú U70 rồi. Chú U77 có cảm thấy là mình nôn nao gì không? Xin cho trả lời với chú là tôi thấy đồng cảnh với tôi, và được hôm nay mà chú lo lắng được một cái sự sân khấu rồi đãi đằng như thế, ngày mai đãi đằng như thế đó, thì tôi rất là nôn, và đồng thời là tôi ước sao thật ra tôi với cái điều kiện này là chưa có từng thấy đâu. Thiệt, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy một cái chuyện lo lắng của các chú trong đầu mối kết hôn với nhau mà lo được như vậy là cái chuyện quý nhất. Dạ, vậy con cũng cứ thưa với chú U77 gì, thì ngày nay, ngày mai hay là những ngày tiếp theo đó, chú cố gắng mình hòa hợp được với một cô rồi thông báo, biết đâu là cái ngày mà chính thức là thông báo hay chăng cái ngày ngày mai để gỡ đến cô chú anh chị rồi để chúc mừng cho chú những cái ngày tiếp theo luôn. Thì bây giờ nói chung là nếu mà được vậy thì tôi muốn ngày mai mà nếu tôi chọn được người đó, dạ, thì cũng nhờ chú là giới thiệu lên luôn. Dạ. Rồi tiếp tục sau mà tôi được như là chú U70 này là tôi rất mong mấy chú giúp đỡ tôi. Thì là nôn dữ lắm hả chú? Quá. Nôn á. Nôn không chú? Nôn. Một mình tôi nôn được rồi, anh còn nôn theo tôi nữa. Đồng cảnh nhau à. Nghe nghe. Ừ. Mới có 10 giờ không? Ông đi trước đi. Anh cũng là ngày mai là ngày thành hôn của mừng của hai vợ chồng tôi. Thì sẵn dịp đây thì cũng mời anh chị là cùng chung vô cái lễ thành hôn cho được là vui vẻ. Đó. Rồi nếu mai mốt này tới anh, tôi sẵn sàng tôi về dưới. Vậy quá nha. Dạ, đúng không? Đó, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ đi về dưới Sóc Trăng gặp anh. Thì tôi bây giờ tôi cũng tình nguyện mấy giờ tôi tính về đó, nhưng mà rồi trong ban kết nối rồi nói sẵn đây em cũng có cái lời chúc như vậy. Hai vì ngày mai mình chúc, nhưng mà giờ mình chúc trước một cái đi ha. Em cũng chúc cho vợ chồng của anh Nghĩa đó với cô Vân á 100 năm hạnh phúc, là coi như là còn một phần tư trở lại là mình nắm tay nhau là sống tới già luôn nha anh. Dạ. Cảm ơn các anh chị nhiều nha. Dạ. Dạ thì thời lượng video đến đây, một lần nữa là anh em con để là chuẩn bị đi thu xếp một số đồ để ngày mai chuẩn bị diễn ra lễ cưới của chú U70. Giờ chú U70, chú U77 với cô ngồi đây chơi ha. Con với Nghĩa để sắp xếp để chuẩn bị ngày mai, để chuẩn bị ngày mai tổ chức lễ cưới của chú. Thì video đến đây một lần nữa thì con và Nghĩa cũng xin chúc chú U70 trăm năm được hạnh phúc bên bà xã dấu yêu của chú. Dấu yêu luôn. Và một lần nữa em Phúc và cùng em Nghĩa xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả thân thương trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức cũng mong quý cô chú anh chị để lại phần comment hướng dẫn anh em sẽ ra những đoạn video chất lượng hơn, không phụ lòng cô chú anh chị. Và cô chú anh chị ngày mai nhớ đến dự lễ buổi tiệc cưới của chú U70, địa chỉ quốc lộ 1A, chợ đầu mối Thủ Đức, ngay cầu vượt Gò Dưa. Vào lúc 11 giờ buổi trưa, 11 giờ chủ nhật, vào ngày 3 tháng 9 2023. Dạ em xin chào, xin chúc cả nhà ngày mới an lành và hạnh phúc.